anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Nỗi oan của tác giả Bùi Hiển. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Một tình cờ đã tụ hội họ lại trong gian phòng. Tuy ở những đẳng cấp khác nhau, họ họp thành một xã hội nhỏ ô hợp và nhiều màu vẻ. Phần nhiều đều là những nhân vật danh tiếng, đặc trưng bởi một thói tật bất hù hay một hình thù khác thường gian phòng hơi nhỏ hẹp dồn họ lại gần nhau thật là một xã hội đại đồng nơi đó thằng cu nhè dám tới gần ông trưởng giả béo mắt híp và cô tiểu thư đại các không hề tỏ vẻ khó chịu vì sự kề cạnh một bác nhiêu rượu phả hơi men xa mười thước họ cùng chung một ông cha anh chàng họa sĩ gầy nhom đeo kính cận ấy mà chuyên vẽ tranh vui cho một tuần báo hí hước chàng đã tự tạo đoàn đảo kép nọ, mà chàng bắt múa hay hát hỏng theo ý riêng mình, để gây vui mỗi tuần cho công chúng. Công cuộc hoài thai thường mệt nhọc, ủ ấp trong một cuộc nghiền ngẫm lâu dài soi mói đến từng tiểu tiết. Cái mũi phải ra sao? Còn mắt phải thế nào? Nhưng cũng có khi, thằng người hay thằng ngợm vụt hiện một cách đột nhiên dưới ngọn bút ngông phiếm của nhà họa sĩ làm cho chính chàng ngạc nhiên trước nhất và kêu lên ô kìa mình vừa đẻ thêm một đứa rồi chàng vội khai sinh cho nó nghĩa là tự chuốc một cốc rượu ăn mừng để ngay tức thì đem đứa sơ sinh nhập ban tuồng mà chàng quản đốc tên hề mới bị vứt vào giữa cuộc nhân sinh lộn xộn và ô hợp không tỏ vẻ gì ngơ ngác hay khó chịu rất ngoan ngoãn nó uốn mình theo ý muốn của chủ ra đóng trò ngay mà rất tự nhiên, ngoan ngoãn. Đó là cái luật lớn mà cũng là cái luật duy nhất của ban tuần kỳ dị này. Không bao giờ cưỡng lời chủ, nhắc ngay cái chân mà ông ta muốn dơ, nói lời nói ông ta đã nhắc. Dù biết rằng mình sẽ lố bịch, sẽ làm trò cười cho công chúng, thứ công chúng tàn tệ lấy chế nhạo làm thú vui, cứ như thế, đoàn đảo kép sống yên ổn trong chiều mến của nhà họa sĩ mà sự giám sát buông lỏng dịu một tình cha nhân tử. Và lại, để bù công, họ được hưởng một tự do hoàn toàn trong lúc chủ vắng nhà. Khi anh gà sống đặt trên lò sưởi, rắn giỏi trong chất cẩm thạch màu xám, vươn cao cổ cất tiếng gáy báo hiệu. Những nhân vật kỳ quái của gian phòng biết rằng chủ nhân đã đi ra, liền tự cho phép xê dịch và cất tiếng bắt đầu họ duỗi chân tay vươn vai uốn éo đánh đuổi cơn tê cóng gây bởi một cuộc bất động quá kéo dài rồi sự nhốn nháo nổi dần hợp bởi muôn tiếng lý nhí của bọn người tí hon ấy thằng cha đồ tể rùa mẹ đếch làm ông mỏi rũ cả tay hắn vung tay vứt mạnh con dao bầu ra xa đoạn ngồi xổm xuống đất nghĩa là xuống nền trắng vuông giấy tự cho phép nghỉ Vòng tay khoành ôm hai đầu gối gập. Thỉnh thoảng hắn ưỡn ngửa người co tay ngang vai rồi duỗi thẳng đánh rắc cho giãn gân cốt. Nhà họa sĩ bỏ lỡ giờ bức tranh, đầy đọa hắn đứng cả một ngày tròn, lưng cúi, cầm lăm lăm con dao một cách vô duyên bởi dưới dao không có gì cả, dù là một cái thớt. Hắn đã gò người đứng mãi trong dáng điệu bất tiện ấy, lo lắng tự hỏi không biết người ta sẽ bắt mình múa hát gì đây ở. Ừ, dù hắn có phải làm một cử động buồn cười, nói một câu ngớ ngẩn, thì cũng cho hắn nói. Hắn làm đi, chứ lại nỡ giam cầm hắn mãi trong một sự thấp thỏm sao mà quái ác. Nhà họa sĩ có cái tật lông bông tai hại ấy, không bao giờ vẽ luôn nét bút một bức tranh, dù là một bức hí họa nhỏ đơn sơ. Chàng nhảy từ bức này sang bức khác, quệt lên đây một nếp nhăn áo, điểm vào kia bộ dâu chê. Chàng đùa với việc làm. Lão hàng thịt không phải là nạn nhân duy nhất chịu sự hành hạ của cái thói xấu ấy. Từ khi chàng cầm bút, đã biết bao nhiêu người cụt tay, mất mũi, trột mắt. Một bác thợ nể đã co chân thước thợ tựa ông tướng tuồng, vẫn không tìm thấy cái bậc thang dựa bước. Ông chọc phú kia đang ngồi hàng hai ngày trên chiếc ghế tưởng tượng. Người gặp chân co như sắp nhảy băn khoăn tự hỏi vì một phép ma quái nào mình chưa ngã bổ chừng phơi cái bụng béo bầy nhảy trong một góc thằng cu nhè đứng sột xà sụt xịt hai dòng nước mũi dài quá cằm cứ giãn dài ra mãi gần tới rốn nó vội nhắm mắt hít mạnh hai dòng mũi từ từ rút lên để lại thong dần xuống bà chủ hiệu cao lâu bên cạnh lấy làm khó chịu gắt thì mày vắt quách ra đất kia nhưng nó không chịu. Nhà họa sĩ sẽ nói thế nào nếu hai dòng mũi cử khôi, bảo bối của nó mà công chúng đã quen thấy như quen thấy hai tai trên mặt người vụt biến mất. Gian phòng mỗi lúc thêm nhốn nháo. Một cuộc săn đuổi bắt đầu, giữa một tốp công tử bột và hai cô tiểu thư thướt tha ướn ẹo Rừng mỡ, chú chệt béo phì trong bức tranh bên cạnh cũng lạch bạch chạy theo bọn thợ săn bị khung bức tranh giữ lại bởi mỗi nhân vật chỉ có quyền hoạt động trong phạm vi vuông giấy của mình chú tức tối húc bụng vào thành giấy đôi mắt tuyệt vọng dõi theo hai cô gái ngon lành nhiều rượu mũi cà chua đỏ hòn tỏ vẻ lãnh đạm hoàn toàn với tất cả sự nhốn nháo quanh mình hắn ngồi từ bi tự tại đếm những chai rượu trên quầy hàng lẩm bẩm à cái gì cũng có đôi cả cả đến con mực nướng trên đĩa. Ừ, mà cả cái đĩa nữa. Đoạn kiên nhẫn, hắn bắt đầu đếm lại, không biết lần thứ mấy mươi. Xa xa, một ông già ho sù sụ, nhìn loanh quanh mãi không dám nhổ đờm trên nền giấy trắng tinh. Một con cá ngắc ngoài giấy đành đạch, nhà họa sĩ vẫn chưa chịu sinh phúc quệt lên bức tranh vài nét dập dờn tạo cái làn nước cần thiết cho sự sống của nó gian phòng bỗng im bặt. Ai vừa cất tiếng hát ồm ồm. À, thằng ngợm. Hắn bị tất cả phòng ghét bỏ. Hắn cũng không xứng cái tên ngợm nữa. Chàng họa sĩ trong một cơn say hoặc nghịch ngộ. Đã theo vết những nhà cu biết tạo ra hắn bằng hai cái đĩa. Ba ống sữa bò. Ít bóng đèn điện. Từng ấy thứ. Kèm vài vật dụng linh tinh nữa vẽ chồng chất lên nhau trong một sự hỗn độn không thể tả làm thành một hình kỳ quái mà chàng họa sĩ tìm mãi ý nghĩa chàng lên kính ghé mũi nhìn rồi sau cùng kêu lên thằng người ừ mà thằng người hẳn đi chứ bỗng nhiên được liệt vào hàng nhân loại hắn lên mặt ra phết không hề tự biết mình khi họa sĩ vắng nhà hắn khuỳnh hai cánh tay lắc lê và đành viết chống nạnh. Đồng đà đồng đảnh đi đi lại lại như con đĩ. Cái miệng làm bằng ống sữa bò cất tiếng hát ông ông không thương được. Mọi người bịt tai, biếu mồm khinh bỉ. Duy bác lý nhà ta không để ý đến hắn. Bác còn bị một con ruồi ám ảnh. Chàng họa sĩ thực là độc địa. Không bao giờ quên điểm cho bác hai cục gì to tướng phía trên chiếc mũi sư tử. Thế là đàn ruồi hăm hở bay đến bậu, dày dứt mãi, cho đến khi cục gì khô mới bỏ đi. Bác Lý cố xua con ruồi quái ác. Nó bay lên, vu vu vẽ vòng tròn trên hai mắt hấp háy của bác như để trêu chọc. Bác tức mình, giơ tay phất ngang một cái thực mạnh. Con vật bay vụt đi, cái mũi sư tử của bác, mà chàng họa sĩ chỉ đính lòng lẻo, bật văng rơi lông lốc trên giấy bác lý hoảng hốt chạy tìm quanh mãi tội nghiệp đôi mắt kèm nhèm có thấy gì nữa đâu mọi người xung quanh cười ầm giữa sự vui vẻ chung nổi lên một tiếng nhỏ thanh thanh dịu dàng ồ ta không nên độc ác như thế bác lý đáng thương hơn là đáng cười vậy mọi người quay nhìn kẻ vừa nói hàn bụng diễu y bác đồ của tôi ơi vẫn chưa hết cái thói gàn ư. Bác đồ gàn giữ một im lặng khinh bỉ và kiêu hãnh. Bác tĩnh tọa trên phản mộc, hai tay thủ dưới áo, y phục tề chỉnh, dáng điệu nghiêm trang, lạc loài giữa cái xã hội nhố nhăng. Bác đã bị tặng nhiều danh hiệu kỳ quặc. Bắt đầu người ta gọi bác đồ, rồi đồ cổ, đồ gàn, đồ bát sách dẫn chạy sang đồ bát quái tất cả những chế diễu ấy để bác lạnh lùng thâm cảm đạo thánh hiền bác giữ lòng trầm tĩnh đi đường ngay nói lời thẳng lo tới sự tề chỉnh trong dáng điệu ngang với sự trong sạch của tâm hồn thấy bác lý vẫn loay hoay tìm mũi bác mách nó ở đằng kia nơi góc phía trái bác ấy con ruồi sau một lát bay vòng vẻo trong không khí đến đỗ ngay trên đầu gối bác đồ gàn. Bác mắng. Xa ta ngay, hỡi con vật dơ bẩn. Nó bỏ dần lên nách bác, giúp đầu hút vào chỗ nét áo răn rúm làm nhòe một đám mực chưa khô hẳn. Bác đồ bèn than rằng. Ta để cho con vật hạ tiện bỏ trên mình, sao chẳng khỏi lây nhơ nhớp vậy. Ôi, bác đưa năm ngón tay móng dài phe phẩy nhẹ nhẹ trước ngực. Con ruồi bay lên, rồi lại đỗ ngay xuống. Nó vẽ những đường ngoằn ngoèo bằng vòi và chân ướt trên tà áo trắng tinh. Bác đồ gàn không ngăn được một tiếng kêu ngạc nhiên đau đớn. Hàn bụng ngả người trên ghế mà cười. Hắn cười giúp một chàng dài những tiếng nhỏ trong họng, làm rung rung cái bụng phệ và cả vuông giấy bác đồ sẽ nói thế nào đây khi chàng họa sĩ về than ôi sự trong trắng mối kiêu hãnh cuối cùng của bác giữa cái đời ô trọc này đã bị một vết hoen ố bác tưởng như hồn bác cũng bị vấy bẩn lòng người hàn sĩ sao mà buồn mà buồn rười rượi nhưng mà không bác không thể để ai chê trách được mình người ta đã giễu cợt bác nhiều bác không hề đếm xỉa Đời đã thế, Âu Đành độc thiện kỳ thân, ai thế nào mặc họ, ta hãy tự lo lấy mình, nhắm mắt bưng tai thu tròn mình lại, cầu kết tốt cái hay cho riêng mình là đủ. Nhưng bác không thể nào chịu để người ta nghi ngờ sự thanh khiết của mình. Bác sẽ vi phạm cái luật lớn của ban tuồng. Bác sẽ nói, bác sẽ kể căn dò những vết hoen trên áo mình. Rồi sau đó, chàng họa sĩ muốn làm gì thì làm lòng chút được điều thắc mắc bác sẽ vui lòng cam chịu hình phạt tuy không xứng đáng con ruồi lại rúc nách bên kia bác đồ gàn lại đưa tay phẩy phẩy nó tức mình bay lên đậu ngay vào miệng bác bác đồ kinh hoàng nghe lạnh trên môi đồng thời mùi mực nhàn nhạt, nhạt xông lên mũi bác định quát đuổi con vật dơ bẩn nhưng hai hàm bỗng cứng như bị cùm than ôi khi miệng đã bị mực gắn chặt hãm bác trong một câm lặng nghìn đời một nỗi thất vọng mênh mang xâm chiếm lòng bác có tiếng răng rắc của quả đấm xoay trong cửa chàng họa sĩ bước vào bọn người tí hon cuống quýt trở lại chỗ bỗng nhiên cứng đờ đám công tử cố nén thở tuy mệt đến đứt hơi chú trệt lạch bạch trở về sau quầy hàng ngồi vắt chân chữ ngũ hút điếu ống vẻ tự mãn thằng cu nhẹ hít một lần cuối cho hai dòng nước mũi dài vừa ngang cằm. Hàn bụng sốc lại bụng bầy nhảy để ngồi gọn trên ghế xích đu. Tên đồ tể chạy đi nhặt dao rồi trở về đứng gò lưng như thằng chịu tội. Bác Lý sờ mũi một lần cuối để chắc rằng nó đã dính chặt vào mặt. Duy bác đồ gàn vẫn ngồi im lặng. Trông bác thật đáng thương. Miệng nhòe nhòe mực. Áo vẽ rằn di, chàng họa sĩ sẽ nói sao đây có lẽ chàng sẽ nổi giận sẽ chọc thùng bức tranh sẽ cấu xé vỏ nát vứt vào sọt bẩn ôi bác đồ gàn sẵn sàng đành chịu tất cả sấm sét của chủ nhân bác ngồi im lặng cố lấy vẻ trầm tĩnh cố làm ra can đảm nhưng trong khi ấy thì lòng bác nổi cơn rông tố gây bởi sự công phẫn của nỗi oan tày đình và câm lặng nghìn đời cũng không còn mong giải tỏ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Diệu, tác giả, Trần Thị Thúy Hằng. Buổi trưa ở một làng quê Yên Bình ngày mồng 4 Tết vừa qua, tôi đang nằm nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng khóc giống lên từ bên nhà hàng xóm tiếng khóc của một người đàn ông. Tưởng có chuyện gì, tôi vội vàng lật đật chạy sang. Có gì đâu, thì ra là một chàng trai ngoài 30 tuổi đang say rượu. Anh ta say rượu và anh ta hở cha. Khóc mẹ mặc dù cha mẹ anh vẫn còn sống sờ sờ. Chưa xong, cũng vào một buổi chiều cùng ngày, khoảng 16 giờ, hàng xóm lại phải một phen hoảng hồn bởi một chàng thanh niên chưa có vợ, anh ta biết xê lết ngất ngưởng về nhà sau khi đi giao lưu cùng bè bạn. Về đến nhà, anh ta đi tìm dao. Tưởng anh ta làm gì? Hóa ra là anh ta cầm dao đòi giết ông hàng xóm chỉ vì hôm qua ông ấy dám sự mở loa to làm anh ta đang ngủ giật mình. Mà nào có phải trong giờ ngủ? 9 giờ buổi sáng? Sao lại là giờ ngủ cơ chứ? Người mẹ sợ quá vừa chạy theo vừa kêu làng mọi người trợ giúp, ôm lấy chàng trai người mềm oặt, rằng lấy con dao, bắt anh vào giường. Nằm xuống nhưng mà cũng còn phải vất vả sau hàng tiếng đồng hồ mới yên được. Thế rồi, anh ta ngủ từ 17 giờ hôm nay đến 13 giờ hôm sau. Mọi người hỏi chuyện hôm qua, anh ta chả còn nhớ điều gì. Thì ra anh này uống rượu say vào là không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nguy hiểm thật. Đấy chỉ là một vài pha điển hình. Còn cái chuyện những ngày đầu năm này, ra đường gặp nhiều người đi khật khưỡng, mặt đỏ gay, phả ra toàn mùi rượu thì có mà đầy. Chuyện thường ngày ở huyện. Tưởng rằng chuyện chỉ có ở quê tôi, nhưng mà không. Cũng lại là một buổi trưa ngày mùng 6 Tết, ngày 15 tháng 2 dương lịch, ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi tôi đi khám bệnh trong lúc ngồi chờ lấy kết quả ở phòng khám cơ xương khớp thì có một anh chàng đầu chọc ngồi xe đẩy và hai người phụ nữ một già một trẻ đến ngồi cùng anh chàng đầu chọc là bệnh nhân và hai người kia là người nhà đi cùng người già hơn nhanh nhàu bắt chuyện và giới thiệu là mẹ của bệnh nhân và người kia là vợ anh đầu chọc hai đầu gối sưng vù đau không đi được khi bác sĩ gọi anh ta được người vợ đẩy xe vào. Tôi ở ngoài nghe được cuộc hội thoại giữa bệnh nhân và bác sĩ. Anh sinh năm nào? Dạ, 1985 ạ. À. Tôi thoáng giật mình vì ở tuổi ấy mà anh ta già quá. Anh có uống rượu không? Dạ, thưa bác sĩ, không ạ. À. Không uống rượu sao men gan anh cao thế? người bình thường có bốn mươi mà anh lên đến ba trăm người mẹ ở ngoài nghe vậy nghiến răng nói một mình nhưng người ngồi bên đều nghe thấy gớm không uống nốc như nốc nước lã mới bị phạt nồng độ cồn hết bảy triệu hôm trước tết xong ở trong phòng bác sĩ anh ta phải thú thực là có uống nhưng từ hôm đau chân thì không cuộc đối thoại giữa bác sĩ và anh bệnh nhân vẫn tiếp tục và tôi nghe câu được câu chăng còn chủ yếu là ở ngoài nghe thấy lời người mẹ bà ta vừa nhìn vào trong vừa rít hai hàm răng ngấu nghiến nốc cho lắm vào mẹ nói không thèm nghe bây giờ mới khổ kêu ai được người vợ ngồi bên cạnh nghe mẹ chồng đay nghiến con trai lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng mặt buồn rười rượi chốc chốc lại thở dài tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên tóc dụng tác giả võ ngọc trí năm nay nhà anh không ăn tết chị bị đột quỵ bỏ bố con anh ra đi cách đây một tháng mọi năm tết do một tay chị sắm sửa anh chỉ việc lau dọn nhà ấy vậy mà anh thấy khó chịu anh khó chịu với chị rất nhiều thứ chị ăn nhanh anh bảo chị nuốt chừng chị đi xin đồ cũ về mặc anh bảo chị như bùi nhùi chị không trang điểm anh bảo chị như bà già chị nhan sắc không đẹp anh bảo chị thật may mắn khi lấy được anh chị bận nhờ anh rửa chém anh cũng khó chịu rửa cho có lệ dầu mỡ còn nguyên chị mệt nhờ anh phơi đồ anh vùng vằng bảo áo con dây nhợ lằng nhằng chị bận làm thêm nhờ anh lau nhà anh bực mình vì tóc chị rụng nhiều khó lau lúc nào anh cũng khó chịu với chị mỗi khi chị nhờ anh làm việc gì đó tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm anh thấy chị thật bình thường đáng ghét giờ thì chị không nói nữa không nhờ anh nữa chị chỉ im lặng di ảnh chị thật đẹp đẹp hơn nhiều lúc chị còn sống điều đó làm anh đau bây giờ anh mới hiểu chị anh không còn cơ hội mà ghét chị nữa thay vào đó là nỗi đau tràn trề chị là vợ anh mẹ của con anh một lòng một dạ với gia đình vậy mà anh không hiểu còn khó chịu với chị chị phải ăn nhanh vì chị quá bận chị mặc đồ cũ vì muốn để tiền mua quần áo cho bố con anh chị đi làm tối ngày nên không cần trang điểm nhược điểm duy nhất của chị là thương anh nhiều quá yêu gia đình nhiều quá nên anh mới thấy chị tầm thường xấu xí chị sống vì bố con anh cho tới hơi thở cuối cùng chị bị đột quỵ khi đang nấu cơm ngã xuống nền nhà kéo theo nồi canh đang nấu dở đổ lên người anh và con đang ngồi xem điện thoại ở phòng khách. Nghe tiếng nổi canh rơi chạy vào. Thì không còn kịp nữa. Anh ôm chị vào lòng. Rụng rời. Nhà cửa giờ hưu hắt. Bể bộn. Không còn tiếng nói của chị. Sao trống vắng đến thế? Hụt hẫng đến thế? Anh lau nhà. Lau tới lau lui. Xem có nhiều tóc trên nền nhà không? Nhưng không có. Chị không còn để tóc mình dụng làm phiền anh nữa. Chỉ mấy sợi tóc nhỏ nhoi thôi. Cũng theo chị rời xa anh rồi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Yêu đậm sâu, tác giả, Trần Linh. Thời gian đầu tôi kết hôn 5 năm nhưng không có con sau khi tôi và dũng đi khám thì phát hiện người có vấn đề là tôi dũng chưa từng trách tôi anh lúc nào cũng dịu dàng an ủi cổ vũ tôi dù bố mẹ dũng có nói bóng gió khuyên anh bỏ vợ thì anh vẫn bỏ ngoài tai dù tôi biết anh rất yêu trẻ con ánh mắt của anh tràn trề yêu thương khi nhìn thấy chúng cũng chính vì như thế tôi lại càng thấy có lỗi với dũng đến năm thứ năm vẫn chưa có con tôi đã buông hết hy vọng mẹ của dũng tái phát bệnh tim bệnh tình dần trở nặng lúc chỉ còn tôi ở lại trông mẹ chồng mẹ chồng đỏ mắt nắm lấy tay tôi bà cầu xin tôi ly hôn chồng vì bà biết mình không còn nhiều thời gian bà muốn nhìn mặt cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay lòng tôi đổ vỡ xót xa gật đầu đồng ý với mẹ chồng bố anh thương tôi chỉ biết thở dài ông nói không phải con dâu thì con gái trong nhà sau hôm đó tôi đòi ly hôn chồng dũng lặng người nhìn tôi anh nói tôi đừng quấy thời gian này anh rất mệt mỏi tôi biết chứ vì lúc này anh vừa gặp khó khăn trong công việc mẹ thì nằm viện chính vì vậy tôi mới đòi ly hôn vào thời điểm này vì chắc chắn anh sẽ đồng ý mục đích của tôi chính là làm anh thấy tổn thương mà chọn buông tay tôi sau đó tôi quả thật đã thành công chúng tôi ly hôn một năm sau khi ly hôn chồng tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại bà đang tìm con dâu mới cho con trai tôi nuốt nước mắt vào trong cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự tôi mong anh sẽ hạnh phúc hơn tôi tôi cắt đứt mọi liên lạc và cố gắng ẩn mình cho thật sâu vì tôi còn yêu dũng ba năm sau khi ly hôn chồng tôi bất ngờ nhận điện thoại của chồng cũ anh hỏi tôi đang ở đâu anh muốn gặp tôi một lúc tôi quyết từ chối thì anh nói muốn mời tôi đến dự đám cưới của anh tôi chết lặng đồng ý gặp chồng cũ khi mở cửa cho anh tôi sững sờ nhìn thấy anh đang bế một đứa bé trai chưa tròn ba tuổi tôi hỏi anh đứa trẻ đó là con của anh anh bình thản trả lời đó là con của anh tôi gượng cười rồi nghĩ vậy là anh có con trước rồi mới làm đám cưới sao vậy là chỉ mấy tháng sau khi chia tay tôi anh đã có người phụ nữ khác sao nhưng những lời dũng nói sau đó làm tôi bất ngờ vô cùng anh nói muốn tái hôn với tôi vì mẹ của đứa trẻ này không còn nữa anh đến đây là muốn mời tôi làm đám cưới lần thứ hai với anh tôi nhìn anh chăm chú rồi nói mình cần thời gian suy nghĩ quả thật tôi còn yêu chồng cũ rất nhiều tôi sẵn sàng nuôi con riêng của chồng để được ở bên cạnh anh ba hôm sau tôi đồng ý quay lại với dũng mẹ của dũng vẫn không vừa lòng với tôi nhưng giờ bà chỉ quan tâm đến cháu nội mọi chuyện vẫn diễn ra như tôi nghĩ tôi yêu thương con trai riêng của chồng tôi và chồng lại hạnh phúc như xưa cho đến một ngày tôi phát hiện một sự thật không tưởng hôm đó con trai bị bệnh phải truyền máu sau đó tôi phát hiện dũng không phải là cha ruột của đứa trẻ khác nhóm máu và adn xác định không phải con anh anh xé ngay tờ giấy sau đó trở về nhà Dũng kể tôi nghe bố mẹ của đứa trẻ là người bạn thân cùng học của anh ở một tỉnh cách xa nhà anh hơn 200 km. Hai vợ chồng của cô ấy gặp tai nạn cùng mất. Chỉ còn đứa trẻ không ai muốn nhận nuôi gửi vào chùa. Anh nhận con về nuôi. Sau đó nói với mọi người rằng nó là con của anh. Mẹ anh hoàn toàn không biết chuyện này. Mà nghĩ anh nhờ người khác để giúp rồi trả tiền cho họ. Vì ADN anh làm giả đưa mẹ là con anh nên mẹ anh mừng lắm. Tôi khóc lặng người khi nghe chồng kể. Hóa ra anh không hề có người phụ nữ nào khác sau khi rời xa tôi. Hóa ra anh cũng chẳng màng chuyện phải có con, mà chỉ muốn sống cùng tôi hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được người đàn ông chân thành yêu thương tôi đến thế. Chúng tôi nuôi cháu lớn lên với tình yêu thương của gia đình bên ngoài, bên nội. 11 năm sau tôi có bầu nhưng yếu phải vào nằm viện, Dũng tóc đã bạc trước mặt, tôi nén vui mừng nói tôi. Sức khỏe em là chính, chúng ta đã có con trai rồi, không phải cố. Tôi quyết tâm bằng mọi giá giữ đứa trẻ, tuy sinh thiếu tháng, nhưng thằng cu giống Dũng như bản sao." Bà nội nói. Thằng đầu ghen lặn bên ngoài, thằng hai ghen trội giống nội y chang. Con đầu tôi đã 15 tuổi cháu rất quấn em, nên bà nội, chồng tôi, cháu chăm sóc em, nên nhiệm vụ tôi chỉ cho bú rồi nghỉ ngơi. Còn mới 10 tháng tôi lại cấu bầu, lúc này Dũng Hoàng vì sức khỏe tôi yếu. Mẹ Dũng cũng ngại ngùng sợ ảnh hưởng tính mạng tôi, cả hai không dám nói tôi giữ lại. Tôi lên gặp bác sĩ hàng người chăm sóc tôi đứa đầu thăm khám xong bác sĩ nói tuân thủ theo phương pháp dinh dưỡng của bệnh viện thấy tôi quyết tâm mơ thấy con gái dũng nhất trí giao cháu nhỏ lại cho mẹ và con trai dũng đồng hành với tôi dũng nói sự nghiệp chậm lại được sức khỏe vợ quan trọng hơn tôi sinh mổ con gái y chang ông nội sức khỏe tôi yếu nên nằm lại viện khi sinh mổ thì bác sĩ hà thực hiện bằng cách làm tắc nghẽn ống dẫn chứng Đúng là chuyện khi trẻ tôi bị tắc nghẽn ống dẫn chứng. Thông mấy lần đều không được. Trên 40 tuổi lại phải thắt ống dẫn chứng. Nay thì ôm con gái trên tay. Tôi tạ trời đất đã cho tôi một gia đình đầy hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chứng tích tình yêu tác giả Hoài Thu Hôm được anh đưa về từ tận Sài Gòn Chiếc giường hiểu nó đang được nâng niu Chào đón đến thế nào Lâu này nó bị gã chủ cũ bỏ quên ở một căn phòng cũ kỹ Ẩm thấp, phủ đầy bụi và váng nhện Lúc đó nó chưa được gọi thành tên Mà chỉ là những tấm ván lớn nhỏ Những cây que đã được chạm trổ trau chút mà thôi từ bàn tay khéo léo của những bác thợ nó được đục đẽo cắt gọt chạm trổ kỳ công thành những tác phẩm nghệ thuật công phu ai thấy cũng trầm trồ thế rồi nó được đưa vào sài gòn cho một gã trai độc thân nó sẽ phải đợi đến khi gã có vợ mới có thể thành giường nhưng chẳng hiểu sao hết năm này qua năm khác chẳng hề nghe động tĩnh gì về chuyện gã sẽ lấy vợ nó buồn thiu vì bị xếp xó quá lâu rồi may mắn đã đến trong một lần gã chủ đến chơi nhà bạn thấy chiếc giường của vợ chồng anh ấy quá cũ gã hứa sẽ tặng nó anh bạn khi nhìn thấy nó thì mừng lắm anh ấy đích thị là dân sành đồ gỗ nên biết đánh giá đúng mực giá trị của nó lòng khấp khởi mừng nó hy vọng về những điều tốt đẹp sắp tới đang chờ đợi nó nó được lau chùi sạch sẽ từng chi tiết rồi được sắp xếp giáp lại ra hình hài một chiếc giường gõ đỏ sậm màu đẹp đẽ dù không phải là kiểu giường hiện đại xanh điệu lúc này người ta hay chọn mua nó là một chiếc giường kiểu xưa được chạm trổ tinh vi với vợ chồng người chủ mới có lẽ đây là món tài sản đáng giá nhất trong căn phòng tập thể chật trội bảy biện đủ thứ lặt vặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ mộc mạc được cơ quan hóa giá Đẹp quá anh ơi! Thợ ở đâu mà chạm trổ kỳ công vậy anh? Chị vợ reo lên trầm trổ, chị ngắm nghía, khẽ chạm tay lên những hoa văn, đầy vẻ nâng niu hỏi chồng. Chắc là thợ miền Trung, ở quê của anh Vinh đó. Anh ấy bảo một mình nằm chiếc giường này rộng quá, nên cho vợ chồng mình. Được trở thành chiếc giường đúng nghĩa nó càng cảm nhận hết sự quan trọng và ý nghĩa của mình đối với anh chị ấy nó không chỉ đem đến cho họ những phút thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc nó tặng cho họ những giấc ngủ sâu không mộng mị để hôm sau lại tràn đầy năng lượng cho một ngày mới bắt đầu nó có là nơi để vợ chồng họ rúc rích tâm sự nói lời yêu thương nó cũng từng lo lắng hồi hộp đến nghẹt thở khi chứng kiến những giây phút tranh luận căng thẳng. Chẳng ai chịu ai của họ. Nhưng rồi nó lại thở phào nhẹ nhõm khi tình yêu chiến thắng những bất đồng. Nó đã xúc động biết bao nhiêu khi được chứng kiến những giây phút thăng hoa của họ. Lúc chị mang bầu cô con gái lớn, anh ấy đã rất vui mừng. Anh nhẹ nhàng xoa bụng vợ thủ thì. Con mình là cháu gái đầu tiên đấy ở nhà cả chục thằng cháu trai rồi ông bà nội sẽ mừng lắm đây chị nghe hạnh phúc biết bao con gái đầu lòng sớm được nhờ còn làm bạn hù hỉ với mẹ khi cha vắng nhà anh đi làm xa cuối tuần mới về được một ngày chăm con một mình bao vất vả khó nhọc cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi cô quạnh bao trùm căn phòng nhỏ của hai mẹ con nhưng anh về mẹ con chị như được bù đắp trọn vẹn vợ chồng con kế díu dít, vui như hội. Con gái sáu tuổi, chị sinh thêm một thằng cu giống bố như đúc. Anh vui sướng, hạnh phúc thấy rõ trên từng nét mặt. Mỗi lần về nhà là anh phụ vợ, chăm con, đưa rước con gái đi học, ấm bồng thằng cu con, kiên nhẫn đút cho nó từng muỗng sữa. Buổi tối anh chở vợ con đi chơi, cả nhà ôm nhau trên chiếc xe máy thật ấm áp cũng có khi không đi đâu. Cả nhà họ quây quần, tiếng cười nói, tiếng bi bô con trẻ hạnh phúc ngập tràn, chiếc giường cũng vui lây. Mọi người vẫn bảo, vợ anh sinh cho chồng hai đứa con đẹp như trong tranh, anh cười thật mãn nguyện. Sau bao cố gắng, vợ chồng họ xây được nhà mới rộng rãi khang trang hơn hẳn. Các con lớn dần, ngoan ngoãn, học giỏi nhờ một tay chị chăm chút dạy dỗ ngoài thời gian ở cơ quan chị chỉ quẩn quanh với những điều bé mọn nơi tổ ấm của mình cùng các con và lấy đó làm niềm vui mong đợi ngày chồng về nhưng hình như thời gian anh ở bên ngoài nhiều hơn nên đã quen hơn với nơi mình đang sống xa nhà những lần về với vợ con ít ỏi vội vã hơn đã làm anh ngày càng xa cách anh trở nên lặng lẽ ít nói hơn hẳn và hay cáu kỉnh lúc về nhà con cái đã lớn cuộc sống ổn định chị lại cảm thấy bất an nhiều hơn anh xa nhà đã lâu mong mỏi chồng về làm gần nhà cùng nhau chia sẻ vun vén gia đình nhỏ càng thêm canh cánh trong lòng chị hơn bao giờ hết chị bảo tụi nhỏ đã lớn nhất là con trai rất cần có cha bên cạnh có những chuyện chị không thể thay chồng Chị nói rất hợp tình hợp lý, nhưng anh cứ đưa ra đủ thứ khó khăn, càng nói càng gay gắt, khó thỏa hiệp. Cuối cùng anh chốt lại một câu như thánh chỉ. Chuyện này chấm dứt ở đây, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Làm ở đâu là chuyện của tôi. Những cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa hai vợ chồng thường kết thúc đột ngột như thế do anh không muốn tiếp tục chỉ có cảm giác anh không muốn cùng vợ tìm tiếng nói chung. Không hiểu từ lúc nào không khí vui vẻ, rộn ràng khi xưa không còn nữa. Chiếc giường gỗ đỏ cảm thấy buồn, vì nó không còn được là chính mình như ngày xưa. Nó có cảm giác như đêm cứ dài ra. Nó thương những tiếng thở dài, chăn trở ngày càng đầy thêm trong những đêm dài thanh vắng của chị. Nó thầm mong cho chị đi vào giấc ngủ thật sâu để sáng ra đôi mắt khỏi quầng thâm, để khuôn mặt xinh đẹp không phở phạc, mệt mỏi, nhưng chẳng cách nào. Khi xưa mỗi lần anh về, không khí gia đình đầm ấm, những chia sẻ, yêu thương chồng vợ của họ sau những ngày xa cách mà chiếc giường từng chứng kiến, giờ chỉ còn là kỷ niệm. Anh có vẻ mệt mỏi, uể oải và thường lên giường trước. Anh ôm chiếc gối ôm quay mặt ra ngoài một lát đã nghe tiếng ngáy. Chị chỉ lên giường khi việc nhà đã gọn ghẽ. Con cái cũng học bài xong. Tắt đèn đi ngủ. Chị rón rén mở mùng. Khẽ khàng bước vô trong rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chồng. Chị nghiêng người quay qua anh. Nhìn chồng một lát rồi quay người lại nằm yên. Vắt tay lên chán. Chiếc giường hiểu chị ấy đang cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Chị nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ mà khó quá. Đã thế, tiếng ngáy pho pho chẳng chút vướng bận của chồng càng vô tình khiến chị thêm khó ngủ. Kiểu này sáng dậy mắt chị ấy lại thâm quầng mất thôi. Chiếc giường cảm thấy thương chị đến xót xa. Nó tiếc cho nét đẹp một thời của chị đang hao mòn đi mỗi ngày. Chiếc giường cứ nghĩ mãi, họ đã yêu thương nhau thế, sao bây giờ ngày càng cách xa? khó gắn kết thế này. Có vài lần, nó nghe chị tìm cách gợi chuyện, rồi bàn bạc về một vấn đề nào đó với chồng. Anh nghe vẻ thờ ơ, vội tỏ vẻ bất đồng, rồi gay gắt bảo chị im. Chị cứ nhẹ nhàng, tiếp tục vấn đề còn giang dở nhưng anh đã chấm dứt một cách thô bạo. Giọng anh dứt khoát. Tôi với cô có nói bao nhiêu thì cũng không tìm được tiếng nói chung đâu. Thôi để yên cho tôi ngủ. Nếu chị còn nói thêm, chắc chắn anh sẽ đùng đùng sách gối ra phòng khách. Chiếc giường đã chứng kiến nhiều lần vậy rồi. Nó muốn nổi giận với gã chồng vô lý kia. Nó muốn bênh vực chị ấy, nhưng chẳng ích gì. Nó chỉ là một vật vô tri vô giác. Chị lại một mình thanh thang, chống trải với bao nỗi chăn trở, thóc mắc hoài nghi trong lòng khi càng ngày anh càng như một thế giới khác biệt. Mẹ con chị không cách nào có thể bước vào trong. Những hôm anh chưa về, tụi nhỏ học bán chú ở trường. Buổi trưa thường chỉ có mình chị ở nhà. Trưa nay chị về, ăn qua quýt, rồi uể oải vào phòng nghỉ. Chị lấy điện thoại ra bấm, chắc lại tâm sự với cô bạn thân như mọi lần. Thỉnh thoảng, nó vẫn nghe chị dù gì dù gì nỗi lòng mình nó hiểu chị đang lo lắng lắm phụ nữ vốn nhạy cảm sẽ nhận ra ngay khi có điều gì đó bất ổn cho hạnh phúc của mình nhưng anh ấy là một người kín kẽ khó mở lòng chuyện trò với vợ con chị nghĩ mãi cũng không biết vì đâu chị than thở rằng có đủ thứ chuyện muốn bàn bạc muốn tâm sự với chồng mà khó quá chỉ có buổi tối lúc mọi việc đã xong xuôi lên giường đâu chỉ để ngủ. Cứ nghĩ đây là cơ hội. Nhưng anh chẳng mặn mà. Chuyện trò mới câu trước câu sau đã gạt ra. Không thì cũng lặng thinh. Một lát đã nghe tiếng khò khò. Nếu cứ cố, thế nào anh cũng điên lên sách gối ra phòng khách. Chị nói chuyện điện thoại quen để loa lớn. Chiếc giường nghe rất rõ cuộc đối thoại của họ. Giọng chị đầy buồn tủi, héo hắt chị bảo một người phụ nữ như chị đâu phải tệ cũng xinh đẹp giỏi giang đâu thiếu đàn ông bên cạnh mà đi làm về chỉ biết toàn tâm toàn ý cho gia đình chăm con đợi chồng về nhưng chồng về thì thế này đây tiếng cô bạn chắc như đinh đóng cột sai lầm của bạn là để chồng đi làm xa xa mặt cách lòng mà đàn bà con gái thời nay cứ tươm tướp ớn lắm biết vậy nhưng vì lúc đó khó khăn quá giờ ổn rồi lại không chịu về thuyết phục đủ kiểu mà không được hay bạn xem lại phong thủy phòng ngủ xem có vấn đề gì không cả chiếc giường nữa giường người ta cho đẹp nhưng kiểu cổ xưa lắm rồi hổng biết có gì không nữa tìm hiểu nguồn gốc xem cần thì thay đi đừng tiếc trời đất họ nghĩ gì vậy họ nghi ngờ gì chứ chiếc giường đau khổ muốn gào lên thật to rằng chẳng có gì sất tuy kiểu cổ xưa nhưng nó là mới tinh là nguyên si chưa ai dùng gốc gác rõ ràng sao lại đổ thừa cho nó chứ đâu phải lỗi của nó nó chỉ là vật vô tri vô giác sao có thể làm thay đổi tình cảm vợ chồng người ta chiếc giường giận sôi lên vì oan ức nó muốn họ hiểu nhưng bất lực nó chỉ là vật vô tri vô giác chiếc giường cứ nơm nớp lo nó lo lại bị xếp xó bị quăng vào góc tối của một cái kho cũ kỹ ẩm mốc nào đó như trước đây nó nín thở để nghe động tĩnh nó đoán non đoán già không biết chị có tính sắm giường mới không nó cũng nín thở mỗi khi người chồng bực mình quát lên có để yên cho người ta ngủ không nói gì nói hoài nó lại nghe chị quay mặt vào tường lại thở dài khe khẽ có lúc nó còn cảm nhận được cả những giọt nước mắt tủi hờn lặng lẽ rơi vào nó nó nghe xót xa thấy thương mà chả biết làm sao chưa kịp thay đổi gì thì bỗng nhiên chị bệnh mà lần này chị bệnh có vẻ nặng chứ không sơ sơ như những lần trước, vẫn dáng lướt qua để anh chẳng thèm bận tâm. Lâu nay chị bệnh mà vẫn tự lo, tự hết vì còn bao việc phải làm trong cái nhà này khi chồng vắng nhà. Nhưng lần này thì không đơn giản, anh quýnh quáng lo. Lo thật sự, cuộc sống của anh, của cả nhà sẽ đảo lộn hết cả nếu lỡ chị có chuyện gì. Hai đứa con dù không còn nhỏ quá nhưng đều đang học, trước giờ chỉ có chị là sát sao, nắm rõ chuyện học hành của chúng. Chính lúc này anh đã nhìn ra lâu nay mình thành thơi, nhẹ nhõm là nhờ có vợ. Mấy hôm anh đưa chị đi bệnh viện chị bệnh, tụi nhỏ qua ông bà ngoại, chiếc giường cảm thấy cô đơn buồn bã lắm. Nó lo cho chị, một mình lặng lẽ trong căn phòng vắng vẻ, nó cầu mong chị mau khỏe lại để trở về nó mong sau biến cố này sẽ làm anh biết quý trọng chị hơn nó nhớ ngày xưa nó mong họ trở lại như xưa cái không khí hạnh phúc rộn ràng khi xưa ấy nó đã từng chứng kiến nó nhớ lắm bỗng người chồng trở về vội vã chỉ một mình chiếc giường cảm thấy lo một nỗi lo đến nghẹt thở không biết chị ấy sao rồi nó thấy anh lục tủ chiếc tủ kê sát giường và tìm kiếm gì đó chợt có ai đó điện thoại anh kẹp chiếc điện thoại một bên cổ vừa nghe vừa tiếp tục tìm kiếm anh không mở loa ngoài nhưng nó nghe loáng thoáng hình như tiếng một phụ nữ giọng anh nghe chậm rãi có vẻ ưu tư anh về lấy giấy tờ lo cho vợ cũng may bệnh mới chớm còn kịp tinh thần cũng ổn hơn rồi anh ngập ngừng một lát rồi tiếp tục vẻ dứt khoát em này mình dừng lại thôi anh nhận ra lâu nay mình chỉ biết sống cho riêng mình anh và em chúng ta sai rồi mình phải biết quý trọng những gì đang có đừng để nó vuột mất ra thế chiếc giường đã vỡ lẽ nó giận sôi lên nếu có thể nó đã nện cho gã đàn ông kia một trận nên thân nhưng nó chỉ là một vật vô tri vô giác mà anh ta đã hiểu ra cũng tốt rồi chiếc giường nghĩ nó không làm được gì cho họ nhưng nó là chứng tích cho tình yêu của họ tình yêu của vợ chồng họ lúc thăng lúc trầm lại có lúc tưởng như tan vỡ bởi những u mê tham lam tích kỷ của gã chồng vô tâm chỉ biết đón nhận những điều tốt đẹp từ vợ mình chiếc giường hy vọng sắp tới chị ấy khỏe lại. Về nhà họ sẽ lại như xưa. Hẳn nhiên rồi. Nó tin là vậy. Con người ta phải sống tốt hơn khi đã sáng mắt ra. Nếu không sẽ còn thua cả nó. Một vật vô tri vô giác. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên về quê nội đi tạo mộ tác giả hoài thu từ nhỏ bin chỉ biết có ông bà ngoại và các cậu các gì quê nội nó ở tận miền bắc xa lắm nên chưa lần nào nó được về thăm bin chỉ hình dung ra ông bà nội các cô chú qua những câu chuyện của ba nó ông nội mất sớm lúc nó còn nhỏ xíu nên không có dịp gặp ông còn bà nội Đúng ra Bin cũng đã gặp lần bà vô chơi trong dịp hè cách đây đã hơn 7 năm. Nhưng lúc đó nó mới 3 tuổi, mà bà chỉ ở chơi với chị em Bin hơn một tháng nên những ký ức về bà nội cũng chẳng có được bao nhiêu. Mỗi lần Tết đến, thằng ti con gì út nó lại được về quê nội ở Cà Mau ăn Tết. Thấy cả nhà ti súng xính quần áo mới, rộn ràng sắm sửa là Bin lại phụng phịu với mẹ. Thằng ti sướng, năm nào cũng được về quê nội ăn tết mẹ nó nghe vậy dỗ dành quê nội em ti ở gần nên năm nào cũng đi được quê nội con ở xa lắm nên nhà mình phải đợi dịp thuận tiện để ít năm lớn chút nữa ba mẹ sẽ cho con về quê nội nó cũng biết vì nó bị bệnh suyễn về quê dịp tết lạnh lắm nên mẹ sợ nó không chịu nổi ở trong này khí hậu ấm áp những ngày cuối năm thời tiết chỉ mới xe lạnh mà nó đã khò khè. Hơi thở khó nhọc là mẹ quýnh quáng lo. Rốt cuộc chỉ có ba về quê ăn Tết một mình. Còn mẹ ở nhà lo Tết cho chị em nó. Cũng có năm chị hai nó được về quê với ba. Bình với mẹ ở lại buồn hưu. Nó cảm thấy mấy ngày Tết chán ngắt. Nhưng vừa hết Tết, ba với chị hai trở về. Đem quà cho nó và mẹ quá trời lúc đó nó lại thấy nhà mình vui như tết năm nay bin đã lớn hơn rất nhiều ba mẹ bảo tết này sẽ đưa chị em nó về quê nội mà được đi bằng máy bay hẳn hoi bin nghe khoái chí hồi nhỏ xíu nó đã được ngồi trên máy bay nhưng chỉ là máy bay đu quay ở công viên thôi lần này nó sẽ được ngồi trên máy bay thiệt chắc là sung sướng lắm đây nghĩ thế nó cảm thấy háo hức vô cùng bà đã đặt vé máy bay cho cả nhà. Bảo cố gắng sắp xếp về sớm để còn kịp đi tảo mộ. Bin nghe thắc mắc trong lòng. Nó chẳng hiểu tảo mộ là gì mà có vẻ quan trọng thế. Nó khẽ hỏi chị hai. Tảo mộ là gì vậy chị hai? Mà sao phải tảo mộ? Chị hai nó đã học lớp 12. Suy nghĩ một hồi rồi nói. Là nhổ cỏ. Dọn dẹp chăm sóc mộ của người thân cho sạch đẹp để đón Tết ấy mà. Mẹ nghe hai chị em nói chuyện thì lên tiếng giảng giải. Ông bà ta từ xa xưa đã có phong tục tạo mộ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, phong tục này rất quan trọng, đã trở thành thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức mỗi người. Dù có đi đâu xa thì đến dịp này, ai cũng cố gắng trở về quê tạo mộ ông bà tổ tiên con à đó cũng chính là bổn phận, là dịp báo hiếu của con cháu, đền đáp phần nào ơn sinh thành, tạo dựng của tổ tiên. Vậy sao ba không về quê tảo mộ thường xuyên hả mẹ? Bin thóc mắc. À, ba con ở xa quê, cũng là một thiệt thòi của ba. Vì nhiều lý do mà ba con không về quê thường xuyên được, nhưng trong lòng ba vẫn luôn nhớ đến tổ tiên. Ông bảo con à, vào những dịp tết dỗ ba mẹ vẫn thắp nhang tưởng nhớ để thể hiện tấm lòng con cháu xa quê tổ tiên nơi suối vàng giàu lòng vị tha chắc cũng thấu hiểu nỗi lòng con cháu mà tha thứ tiếng mẹ giải thích cho bin đều đều lắng xuống mẹ con nói đúng đó tết này ba mẹ cố gắng đưa các con về quê nội ăn tết cũng là dịp để các con biết quê nội biết cội nguồn của mình hai chị em Bin dạ díu dít, nhưng ba mẹ cũng biết. Ngày lúc này Bin chưa thể hiểu được cặn kẽ những gì ba mẹ vừa nói. Ngày Bin mong đợi rồi cũng đến. Cả nhà Bin đi taxi đến sân bay. Lòng nó rộn ràng, náo nức khó tả. Ngồi trên xe Bin cứ nhấp nha nhấp nhồm nhìn ra cửa sổ. Nó mong giờ phút được ngồi trên con chim sắt bay vút vào không trung. Bin tưởng tượng mình như một phi hành gia thứ thiệt và thấy thích thú vô cùng. Mai mốt về quê trở vào, nó sẽ có đủ thứ chuyện mà tám với mấy thằng bạn thân. Chắc chắn nó còn có nhiều chuyện thú vị và lạ hơn cả chuyện của thằng Ti. Bim nghĩ miên man đến nỗi xe tới sân bay hồi nào chẳng hay. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, nhìn ra cửa sổ Bin thấy mấy cái cánh quạt quay tít máy bay lao vút trên đường băng rồi bất ngờ phóng lên trời nó có cảm giác tai hơi ù một chút nhưng người thì cứ như đang bay bổng nhìn xuống dưới pin nhìn thấy những con đường ngoằn ngoèo xe cộ và dòng người đông đúc cứ nhỏ dần rồi nhỏ li ti như những chú kiến trên bầu trời rộng lớn mới thấy con người nhỏ bé làm sao nhưng mà con người cũng siêu thật nhỏ bé thế mà biết chế tạo ra chiếc máy bay to lớn còn làm cho nó bay được như chim thế này. Thật là quá siêu, quá kỳ diệu. Bin trầm trổ nghĩ, nhìn vẻ mặt của nó chẳng khác gì một ông cụ non đang suy tư. Cả nhà Bin vừa xuống sân bay đã thấy bác nó ra đón. Xuống đất rồi mà Bin vẫn còn cảm thấy lâng lâng, tiếc nuối. Thời tiết lạnh lắm, cũng may mẹ đã chuẩn bị sẵn áo ấm cho cả nhà. Mẹ bắt nó mặc cả mấy lớp áo, mang nón, mang vớ len kín mít, vì mẹ sợ nó lại lên cơn xuyễn như hồi nhỏ. Ngồi taxi cũng gần cả tiếng mới về tới quê nội. Bin nhìn ngó, thấy nhà cửa san sát, đông đúc, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Quê nội Bin giống như một khu phố cổ nhưng cũng rất sầm uất với đủ thứ những sản phẩm hiện đại. Nhà nội nó nằm sâu trong một ngõ nhỏ bà nội và mọi người đang đợi cả nhà nó tiếng chào hỏi tíu tít cười nói dâm gian rộn rã cả một góc trời mọi người xoa đầu pin nựng nịu nó bảo nó giống ba hồi nhỏ như đúc mọi người bảo cũng may cả nhà nó về vừa kịp lễ tảo mộ ngày mai mới sáng sớm chị em pin đã bị đánh thức ba bảo dậy để chuẩn bị đi tảo mộ cho sớm ăn sáng xong Bin thấy người lớn rộn ràng chuẩn bị đủ thứ. Nào quốc sẻn, nào bánh trái, hoa quả, nhang thơm lại còn có cả vàng mã. Xong đâu đấy, mọi người quần áo trình tề cùng lên đường. Đến Nghĩa Trang, Bin thấy sao mà nhiều mộ thế? Cứ như là một thành phố mộ. Các ngôi mộ được sắp xếp thẳng hàng, thứ tự. Ở đây đông đúc, nhộn nhịp như lễ hội người ta sửa sang dọn dẹp có người lại bày trái cây thắp nhang khấn vái mùi nhang thơm tỏa ra ngào ngạt cả một không gian làm quang cảnh nghĩa trang càng trở nên linh thiêng đến khu mộ của dòng họ người lớn bắt tay vào việc quét dọn trang hoàng cho các ngôi mộ đã xây kiên cố đắp lại các nấm mồ chưa xây cho thêm đầy đặn dẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc chùm lên mộ. Bà nội Bin nói với chị em nó, sửa sang nấm mồ cũng là một trong những việc hiếu đạo của con cái, thể hiện lòng kính trọng đối với đấng sinh thành, các bậc tổ tiên. Việc này còn để tránh không cho các loài động vật hoang dã như rắn, chuột đào hang làm tổ phạm tới linh hồn người đã khuất các con ạ. Bà nội Bin đã ngoài 70 nhưng còn nhanh nhẹn lắm bà và các bác dẫn cả nhà bin đến từng ngôi mộ của các cụ tổ tiên giảng giải về mối quan hệ của từng người trong dòng họ rồi đặt hoa quả đốt vàng mã thắp nhang khấn vái gì đó bin nghĩ chắc là để giới thiệu cả nhà nó với tổ tiên rồi ba mẹ và hai chị em nó đốt nhang vái lạy đến mộ của ông nội bin nhìn vẻ mặt ba đầy xúc động đây là lần đầu tiên ba đưa mẹ và chị em bin về thăm mộ ông lúc ông còn sống mẹ và chị hai về quê đã được gặp chỉ có bin là chưa ba kéo bin đến bên cạnh trước mộ ông như để khoe với ông thằng cháu nội của ông giờ đã lớn thế này bin nhìn lên tấm hình ông ánh mắt và vẻ mặt hiền tử của ông tuy nó chưa được gặp nhưng thấy rất thân quen trên xe trở về nhà ba bảo với chị em nó tảo mộ ở quê nhà mỗi dịp tết đến xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đó cũng là thể hiện của tình cảm uống nước nhớ nguồn người ta ví cây có gốc mới nở cành xanh ngọn nước có nguồn mới bể rộng sông sâu là vậy tảo mộ còn là sự hiếu thuận kính trọng tổ tiên của con cháu và cũng là để kết nối tình yêu thương đoàn kết giữa những người còn sống với người đã khuất và giữa những người đang sống với nhau chị em bin lắng nghe ba nói thấm thía hơn về sự quan trọng của việc tảo mộ lần đầu tiên được về quê nội bin như con chim nhỏ được bay lên bầu trời rộng lớn khám phá ra được nhiều điều thú vị nó cảm thấy mình lớn phồng lên hiểu biết thêm rất nhiều chị em bin còn hiểu thêm được những phong tục tập quán vùng miền khác nhau như thế nào những ngày ăn tết ở quê nội hai chị em có thêm nhiều trải nghiệm rất thú vị ba đưa mẹ và chị em nó đi chúc tết họ hàng và đi chơi tết nhiều chỗ rất vui ba bảo miền bắc ít gói bánh tét như ở miền nam mà thường gói bánh trưng cũng làm từ nếp có nhân đậu xanh và thịt không có củ kiệu nhưng có củ hành không có thịt kho tàu nhưng có thịt nấu đông không có hoa mai vàng rực rỡ, nhưng lại có hoa đào đỏ thắm, tuy có điểm khác nhau nhưng vẫn có những nét tương đồng, bắt nguồn từ truyền thống văn hóa lâu đời từ ngàn xưa của dân tộc. Hết Tết, cả nhà bin lên tàu trở về Nam, ba bảo không vội thì đi tàu để có dịp ngắm cảnh quê hương đất nước, để biết đất nước mình đẹp như thế nào mỗi khi tàu đi đến vùng đất mới là ba lại giới thiệu đặc điểm ở đó cho chị em bin biết bin nghe lòng rộn rã vui lần này nó sẽ có nhiều chuyện để kể cho thằng ti nghe bin tưởng tượng ra kế mặt của thằng ti lúc đó chắc chắn nó sẽ phải ngồi im mà nghe sẽ không dành nói hết phần của bin như trước đó giờ thằng ti được đi nhiều nên cứ hay tỏ ra biết nhiều hơn bin nghĩ vậy Bin tùng tìm cười một mình, khuôn mặt ửng hồng của nó trông đến là dễ thương. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Tình chị duyên em, tác giả Vân Phương. Họ yêu nhau từ những năm cuối phổ thông và là mối tình đầu nên kỷ niệm còn sâu sắc lắm tốt nghiệp phổ thông anh được học bổng du học chị đỗ vào trường sư phạm họ chia tay nhau để bước tiếp con đường sự nghiệp của riêng mình lòng đầy lưu luyến và cùng ước hẹn ngày về đoàn viên thế rồi những cánh thư nhớ nhung cứ vây dần xa xôi cách trở đã làm đứt đoạn sợi dây tơ hồng cũng là lẽ thường ở đời dù đau khổ đến mấy thì thời gian cũng sẽ là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng cuộc sống tươi đẹp vẫn còn trước mắt tình yêu hạnh phúc vẫn chờ đón ta tiếp nhận nên nỗi đau nào rồi cũng qua bảy năm sau anh về lúc ấy chị đã được làm vợ làm mẹ có người chồng yêu thương có một gia đình hạnh phúc họ gặp lại nhau như những người bạn cũ chút quả vài lời thăm hỏi thế cũng đủ tình người có trước có sau hoặc hơn nữa thêm vài lời trần tình xin lỗi thì càng hay hơn nhưng sự việc lại lại hơn thế cơ từ sự bất ngờ này mà chị đã ngỡ ngàng hoang mang buồn vui dây dứt bồn chồn từ ngày anh về đến gặp và kể cho chị nghe về chuyện tình của anh là chỉ đơn giản một câu thôi anh bảo chỉ vì quá yêu em và không chịu đựng nổi sự xa cách nên anh đã yêu cô ấy vì hai người giống nhau như hai giọt nước thế này và đưa bức ảnh người con gái đó ra cho chị xem chị cũng sững sờ không ngờ có người giống mình đến lạ hôm sau chị về thăm mẹ nói ra câu chuyện này mẹ chị xem bức ảnh cô gái kia xong bỗng ôm lấy chị và đưa tay quệt nước mắt bảo nó là em ruột con đấy hai đứa là chị em sinh đôi. Mẹ nhận nuôi con, chứ không đẻ ra con. Con tìm về gia đình mình đi. Cảm ơn con đã cho mẹ được hạnh phúc bao năm qua nhé, con gái yêu. Và bà ôm chị khóc, kể sự tình ngày xưa. Bà lấy chồng gần chục năm mà không nuôi được đứa con nào. Xảy thai, đẻ non mấy lần. Đến lần cuối, sinh non bảy tháng là con gái được ba ngày cũng mất lúc đó trong viện có người phụ nữ trẻ sinh đôi hai cô con gái không biết hoàn cảnh gia đình thế nào mà nói bệnh viện cho hộ đi một đứa con nên mẹ chị đã xin thế chị vào đứa con mới mất của bà chị sinh ra trước nên nhẹ cân hơn đứa trẻ sau vậy nên cô kia là em chị sau khi nuôi chị vài năm bà có sinh thêm được hai người con trai nữa nên quý yêu chị lắm. Trong nhà cũng không ai biết chị là con nuôi kể cả bố chị. Chị hững hụt, choáng sốc lắm, nhưng tình thân máu mủ ruột già và nỗi tủi hận bị mẹ cha vứt bỏ. Nó dây dứt tâm can, chị phải quyết tìm ra sự việc mới được. Nhưng chị chưa muốn gặp mặt cha mẹ ruột, chị muốn biết nguồn cơn sự việc đã biết đâu người đang nuôi dưỡng cô em gái chị cũng chỉ là cha mẹ nuôi thì sao có khi nào mẹ chị sinh đôi hai đứa lại cho hai gia đình nuôi chăng chị mò mẫm tìm hiểu gia đình cô em gái hiện đang là người yêu của anh ấy thấy gia đình cũng có ba chị em hai cậu em sau sinh đôi cách cô chị 10 tuổi cả gia đình đang định cư bên mỹ chị nói chuyện và nhờ anh giúp làm giám định adn với em gái cô đang theo anh về việt nam du lịch nên cũng tiện xác định chính xác rồi hai chị em gặp mặt nhau mừng rỡ quá hàn huyên tâm sự cảm động mãi không nguôi khi cô về mỹ cũng giấu cha mẹ đi làm xét nghiệm huyết thống hồi hộp lo lắng tâm trạng giống chị gái chỉ lo sợ mình là con nuôi rồi lại phải đi tìm cha mẹ ruột lại đau buồn tủi phận ôi may mắn quá đúng cha mẹ ruột của các cô rồi nhưng sao cha mẹ lại cho chị gái đi từ lúc mới lọt lòng thế nhỉ máu chảy ruột mềm đau lòng quá thương chị thắt lòng chị ơi về nhà tối ngủ cùng cô em lựa lời hỏi mẹ con về việt nam chơi có gặp một chị giống con như đúc lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mẹ ạ. À? Mẹ cô bỗng nhòm phát dậy. Hỏi lắp bắp. Đâu? Đâu con? Thật không? Con vừa nói gì vậy? Rồi bà ô mặt khóc dấm dứt. Lý nhí kể đứt đoạn. Hoàn cảnh lúc ấy khổ quá. Cha mẹ mới cưới được hơn một tháng thì Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Gia đình ông bà nội ngoại bị bắt đi kinh tế mới, lên đó khai phá rừng để sống. Mẹ mới 19, 20 tuổi, không biết làm gì để nuôi thân. Cha các con bị bắt đi học tập cải tạo không biết bao giờ về hay chết trong trại. Mẹ lại bụng mang dạ chửa rồi đẻ sinh đôi hai đứa yếu ớt, nên ông bà ngoại bảo cho các con đi để các con được sung sướng chưa nuôi hai đứa sinh đôi non tháng thế này thì chắc gì sống được nơi rừng thiêng nước độc. Nhưng mẹ không đành lòng nên mới cố giữ lại con. Mấy năm khổ sở đi kinh tế mới không chịu được nên cả nhà lại về Sài Gòn tá túc, buôn bán vặt vãnh sống cầm hơi. Gần chục năm sau cha các con về. Cũng mất nhiều năm mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cha mẹ dày dứt lắm muốn tìm lại đứa con thất lạc mà không thành. Nay con nói tìm thấy người con gái giống mình, mẹ muốn liên lạc. Biết đâu tìm được chị con thì mẹ mừng lắm con ạ. À. Cô cho mẹ xem bản xét nghiệm ADN. Hai mẹ con vui mừng chạy ra phòng khách hớn hở khoe. Bà lũ trẻ ơi, tìm thấy con gái thất lạc 26 năm trời nay rồi nè. Cô em xòe tập ảnh chị gái cho cả nhà xem. Hai cậu con trai chẳng hiểu gì cứ há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, còn cha mẹ và chị gái thì người khóc, người cười, loạn hết cả nhà. Đúng là ông trời sắp đặt, tình chị duyên em, cách nhau nửa vòng trái đất, xa nhau từ thuở lọt lòng, 26 năm vô tình gặp lại qua người tình của hai chị em, mà cha mẹ tìm được con, chị em tìm được nhau câu chuyện hay quá vui thật là vui. Chúc mừng hai gia đình hội ngộ đoàn viên. Cảm ơn anh, người yêu cũ của chị. Nay là em dễ yêu quý nhé. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Số Sướng, Tác Giả, Hoài Thu U chị nổi tiếng cá tính chị dám sống cho mình và làm những điều mình thích chị đích thực là một phụ nữ hiện đại lâu lâu chị lại có một câu phát ngôn rất đáng suy ngẫm đôi khi tôi cứ nghĩ nếu người phụ nữ nào cũng mạnh mẽ dám nghĩ dám làm như chị chắc chắn mấy ông chồng đâu dám làm tới nhớ bữa chủ nhật đó mấy chị em ở cơ quan cùng đi tiệc cưới xong chị rủ về nhà chơi Đến nhà, chị réo gọi chồng ngay từ cổng. Anh Năm, anh Năm, nhà có khách đó nghe, Làm dùm tôi mấy ly nước đi. Chồng chị đang lúi húi phơi đồ ở góc sân. Mấy chị em nhìn nhau ái ngại. Nước nôi gì chị ơi? Chị em mình ngồi chơi nói chuyện được rồi. Đâu được. Cứ để ổng lo. Chị khoát tay rồi chợt la lên khi nhìn thấy mấy cái ly chồng chơi trên bàn. Trời đất ơi, ly tách sáng giờ chưa rửa sao dơ thế? Thấy ghê vậy, chồng chị vội chạy lên vẻ sượng sùng. Sáng giờ lu bu quá, chị em chờ chút. Anh nói rồi bưng mâm ly đi rửa. Thấy tội. ở cơ quan chị nổi tiếng chịu chơi. Bữa nào có độ chị vui tới bến, rồi tăng hai tăng ba karaoke đến khuya. Nếu ai hỏi chị đi vậy ông có nhằn không? Chị cười ha ha. Cuộc đời được mấy gang tay, mình cứ sống cho thoải mái. Ông nhằn hay không nhằn đâu quan trọng gì. Lại có ai đó hỏi, chị đi miết vậy ở nhà ai cơm nước? Lúc đó trong người đã có chút men, chị tuyên bố một câu xanh dờn ai nghe cũng nể. Tôi sinh ra là để ăn nhậu làm việc lớn. Chuyện vô bếp có ông. Có hôm tới giờ cơm chiều chị bỗng đến rủ tôi đi ăn. Tôi từ chối vì không nỡ để chồng con ăn một mình. Chị bức xúc kể lể. Về nhà đói bụng muốn chết. Vô bếp thấy đồ ăn cũ xì lại muốn đi. Chị cũng nổi tiếng quan hệ rộng. Lại chịu chi xài. Lương cấp phó của chị cũng khá. Lương anh cao hơn đưa vợ hơn nửa còn lại để chợ búa và dần túi lương con gái lớn mới đi làm cũng gửi mẹ chị bảo tập trung về một mối cho tiện cần cứ nói chủ tài khoản duyệt ngay nói thì nói vậy chứ chồng chị tuổi sắp hưu lại sống đơn giản ít giao lưu đâu tốn kém gì con gái giống bà, cũng tiết kiệm tiền nhờ mẹ giữ bảo để dành mua vàng mai mốt ra riêng Vậy mà có lần nghe con gái hỏi, mẹ mua dùm con được mấy cây vàng rồi. Chị thoáng bối rối rồi nạt ngang. Có mà vàng mắt đó con. Bộ mày tưởng tiền hai cha con đưa cho mẹ nhiều lắm hả? Cái nhà này gì cũng mẹ. Thằng nhỏ học, tốn kém đủ thứ cũng kêu mẹ. Con gái chố mắt nhìn chị, tính nói gì đó rồi lại thôi. Vẻ mặt nó buồn hiu, còn anh chị im lặng bỏ ra ngoài còn biết nói sao bây giờ không khéo lại náo loạn cả nhà trước giờ mọi chuyện trong nhà chị quyết cả mấy bố con gặp chuyện bức xúc chả dám bày tỏ chính kiến bao giờ lỡ nhịn một lần lại nhịn nữa nhịn mãi thành nếp giờ bó tay luôn nhà ba người đi làm nuôi có một thằng nhỏ đi học mà chưa hết tháng chị đã phải rút thấu chi trong khi mọi người dáng nhín nhín đợi lương chị tỉnh queo bấm một phát là có ngay tiền xài hơi đâu mà đợi với chờ chị hay bảo phụ nữ bây giờ trả lệ thuộc đàn ông biết kiếm tiền thì cũng phải biết xài tiền hưởng thụ mỗi người chỉ có một cuộc đời cứ làm những gì mình thích kẻo mai này xuống dưới kia lại tiếc hùi hụi chị rủ mấy bà bạn hợp tính hợp gu đi học khiêu vũ. Thấy họ chưa nhất trí cao trị trấn an, củng cố tinh thần. Thời nay dân thành phố đàn bà con gái người ta học khiêu vũ hà dầm, vừa đẹp người lại khỏe mạnh, năng động. Mình dân tỉnh, còn ít người học thì mình tiên phong. Rồi chị em đua nhau học theo mấy hồi. Nghĩ là làm. Chị sắm thêm mấy bộ đầm đẹp, mấy đôi giày nhảy mắc tiền, chị học mê say, phấn khích. Chỗ nào họp hội, tiệc tùng có văn nghệ là chị lên sân khấu nhún nhảy, lắc lư thoải mái, vô tư, trông rất tự nhiên. Có bữa chợt cao hứng chị vừa hát vừa nhún nhảy, mắt lim dim miệng gạo thép một bản nhạc sôi động, trẻ trung, dòm cứ ngỡ ca sĩ thứ thiệt. Ai cũng bảo, chị số sướng nên chả bận tâm, lo nghĩ gì chị cười khỏe re, sướng khổ do mình. Mọi người thắc mắc, chồng chị cũng đường đường là một trưởng phòng, ở cơ quan được mọi người nể nang, ấy thế mà về nhà để vợ áp bức thấy thương. Rồi người ta lại bảo, tại anh cưới được vợ trẻ hơn mình nhiều quá nên cưng chiều, mà được chiều giết nó thành ra vậy. Chả biết thực hư thế nào, nhưng cũng có người nhìn cái sự chịu đựng của chồng chị mà lý giải rằng, Tại kiếp trước anh còn mắc nợ chị nên giờ mới phải chịu để vợ lấn lướt thế. Hôm rồi cả cơ quan xôn xao. Bản tán loạn lên bởi chồng chị Hoa có con riêng đến hơn 4 tuổi mà chị ấy chẳng chút nghi ngờ. Còn cúc cung tận tụy, hết lòng hết dạ không chỉ với chồng con, mà còn với cả họ nhà chồng. Thế mới đau chứ. Năm hết Tết đến ai nấy rộn ràng mua sắm đủ thứ, chuẩn bị đón một năm mới đầy hy vọng mà nhìn chị hoa chị em trong cơ quan ai nấy xót xa chị được thể truyền kinh nghiệm cho chị em cũng tội con hoa nhưng tụi bầy cứ nhìn nó mà coi mình còn thấy oải huống chi chồng nó thấy mọi người gật gù chị đắc ý đàn ông ai không mê đẹp đẽ thơm tho con hoa sai lầm lớn là quên mất mình tụi bây cứ nhìn chị với nó thì thấy muốn như chị hay con hoa mọi người có vẻ ngẫm nghĩ tôi cũng có chút hoang mang chị sướng thiệt đó ai bận rộn cứ bận rộn ai mua sắm cứ mua sắm cuối năm chị đi dự tiệc hết chỗ này đến chỗ nọ lúc nào cũng vui như tết mọi chuyện đã có chồng con lo chả đợi tết nhưng tôi bị ám ảnh bởi cái vẻ tội tội nín nhịn của chồng con chị. Có lần, tôi còn vô tình nghe được câu nói của con gái chị. Khi chị đang cào hứng, nói chuyện ồn ào với mọi người mà không để ý nó đang cằn nhằn. Mẹ đâu biết, bà nói tuổi này rồi không lẽ lại đưa nhau ra tòa ly dị. Câu nói của con gái chị khiến tôi suy nghĩ. Ở đời chuyện gì cũng có giới hạn của nó không biết sự chịu đựng của chồng chị khi đã đến cái ngưỡng của nó thì sự thể sẽ ra sao quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại